trong cái giai đoạn này hay là cái thời cuộc hiện tại, ta cứ tất cả mọi thứ mà để trụ được trong sản xuất hoặc là trong kinh doanh đó, thì người ta đều hướng đến cái việc đó là giảm chi phí đầu vào hay là cái chi phí để mà tạo ra một cái sản phẩm nào đó. Khi việc chúng ta nuôi tôm cũng vậy, trong giai đoạn diễn biến ở đây là thấy được cái giá tôm rất là thấp và chúng ta rất là quan mang cái này, và những cái câu chuyện mà để chúng ta trụ trong lúc này hoặc là sản xuất đó là chúng ta tìm cách chúng ta giảm chi phí thôi. Rất là nhiều quy trình mà Di cũng nói với các bạn rồi, đó là quy trình của bà con, đó là quy trình làm sao giảm chi phí. Từ cái việc đó là chọn khoáng cho tôm ăn thì Di cũng đã thành công, cơ bản gọi là thành công, và giải quyết được cái vấn đề cho khách hàng, và khách hàng rất là yêu quý Di khi mà đồng hành trong kể cả giai đoạn này thì Di cũng đã bán kinh doanh rất là tốt, tại vì tìm được những cái giải pháp mà giảm được chi phí. Còn một cái mà rất là quan trọng trong cái câu chuyện mà mục tiêu để giảm chi phí cùng khách hàng và cùng cái người dùng hoặc là cùng cái người đối tác của Di hay là cùng cái người mà mua hàng của Di á, đó là Di đặt cái câu chuyện đó là giảm chi phí về cái rút xây nhanh, trong cái việc mà chúng ta rút ngắn thời gian về đích hoặc là rút ngắn thời gian thu hoạch. Chúng ta nhắm được cái xây tôm của mình, ví dụ như từ từ khi chúng ta nuôi hoặc là đến mà 100 con hoặc là 50 con gì đó, chúng ta rút xây nhanh thì cái việc đó nó sẽ giảm được rất là nhiều chi phí nuôi, hoặc là cái chi phí nuôi chúng ta sẽ được tối ưu hóa hơn. Và cái rút xây nhanh thì Di chú trọng đến cái việc đó là khi mà dưỡng ở cái giai đoạn đầu tiên mà tôm mà nó cứng cáp về gan về ruột á, thì một cái quan trọng nữa đó là về cái rút xây ở giai đoạn sau thì bên Di có một cái bộ tăng trọng. Cái bộ này sẽ bao gồm từ 45 ngày trở đi thì bắt đầu chúng ta sẽ chú trọng về cái việc đầu tiên là chúng ta sẽ nông to đường ruột tôm để cho tôm rút xây nhanh hơn bằng cách là giải pháp là nông to đường ruột. Thì bên Di có cái dòng đó là Micro X8, thì đó là một trong những thế mạnh về cái đường ruột tôm. Nếu mà chúng ta nông to đường ruột bằng cái Micro X8 á, thì tôm nó sẽ phát triển rất là tốt. Và thứ hai á, và để rút xây nhanh hơn nữa đó, thì chúng ta sẽ dùng đến cái việc đó là tăng trọng và kích mồi. Đặc biệt mà trong mùa mưa thì con tôm nó sẽ bị một cái lũng đoạn, đó là những cái đám mưa hoặc là những cái giai đoạn mà thời tiết lạnh thì chúng ta kích mồi, đó là một cái giải pháp rất là quan trọng. Một cái thứ ba nữa là về cái tăng trọng mạnh bằng cái gốc axit amin. Mình thấy được cái gốc axit amin nó sẽ chuyển hóa thức ăn tốt hơn, hay là những cái nhóm lysine trong axit amin á, thì trong cái rối uốn gao á, thì nó sẽ là giúp cho tôm phát triển về cái hệ cơ, thì nó sẽ tăng cơ nhanh hơn, chuyển hóa thức ăn tốt hơn và tăng cơ nhanh hơn và rút xây nhanh. Đó là lý do tại sao mà cái dòng uốn gao được lựa chọn nhiều. Và một cái nữa trong cái bộ tăng trọng đó chính là khoáng để tái tạo vỏ liên tục. Chúng ta muốn rút xây nhanh thì bắt buộc con tôm mà khi mà sau khi nó lột nó sẽ tái tạo cái vỏ nhanh thì nó mới rút xây nhanh được. Còn bây giờ mà ví dụ chúng ta thấy được cái con tôm mà nó lột mà nó làm cái khoáng chậm, khoáng không có và nó làm cái vỏ chậm thì nó rút xây nhanh không được. Đó là những cái giải pháp mà Di đặt ra, và cái câu chuyện ngày hôm nay thì Di muốn giảm chi phí trên cái việc chúng ta nuôi tôm bằng cách đó là rút xây về thu hoạch nhanh hơn, và cũng giống như là làm sao chúng ta rút ngắn thời gian về thu hoạch và về cái xây tôm có giá tốt nhất. Đó là những cái gì mà Di muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay, trong buổi chiều ngày hôm nay tại farm nhà của thủy sản Duy. Thì Duy cũng là một cái đơn vị chuyên kinh doanh về thuốc men và đồ nghề thủy sản, và cũng đứng ra nuôi tôm cũng lâu dài cùng gia đình từ những năm mà 2002 á, thì mảnh đất này á, là nhà Duy đã bắt đầu nuôi sú từ cái lúc mà làm ruộng đào cái mương xong cái lít nuôi sú. Thì từ học lớp 6, lớp 7 là bắt đầu là lăn lộn theo cha mình nuôi tới giờ, nói chung là cái nghề tôm thì cũng gắn bó tới giờ. Ao bạc cũng có, nuôi ao đất cũng có, và bây giờ thì Di cũng đang đứng trực tiếp làm việc với rất là nhiều anh em mà quý bà con mà nuôi tôm á, quý khách hàng của Di á, thì Di cũng tìm ra những cái giải pháp đó, hy vọng rằng là những cái giải pháp này á để chúng ta có một kết quả tốt hơn. Xin cảm ơn quý bà con quý anh em đã luôn đồng hành cùng Duy hoặc là thủy sản Duy nha. Xin chúc cho quý bạn một mùa thành công, có nhiều sức khỏe. Xin chào, hẹn gặp lại, xin cảm ơn rất nhiều.